Mới đây, thông tin về việc sân khấu kịch của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân phải đóng cửa sau 10 năm hoạt động đã khiến nhiều đồng nghiệp, các nghệ sĩ và cả khán giả không khỏi xót xa. Tuy nhiên, một tin vui lại vừa được chính nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thông báo là sân khấu của chị sẽ lại tiếp tục có được cơ hội sáng đèn do đơn vị cho thuê mặt bằng đã đồng ý là giảm giá tối đa, hỗ trợ hết mình cho các nghệ sĩ. Đây là nơi mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã gồng gánh suốt 10 năm, tạo đất diễn và cái nôi đào tạo cho rất nhiều những diễn viên kịch trẻ tuổi và tài năng. Thế nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây, cùng với thực trạng khó khăn chung của ngành sân khấu, mỗi tuần nơi đây chỉ diễn 2 suất vào thứ Bảy và Chủ nhật, nhưng cũng không bao giờ có khán giả đầy rạp. Thường số lượng khách chỉ lấp đầy khoảng một nửa trên tổng số 272 ghế ngồi. Được biết là trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, sân khấu Super Bowl vẫn sáng đèn và nhận được sự ủng hộ của lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, khách đông vào dịp Tết thì không đủ để cứu vãn tình hình, bởi giá thuê mặt bằng cao cộng với tình hình bán vé không mấy khả quan đã khiến sân khấu này gặp khó khăn và liên tục thua lỗ. Tưởng như xuất diễn vào chiều mùng 10 Tết, tức là ngày 25 tháng 2 năm 2018 vừa qua, đã là xuất diễn cuối cùng sân khấu phải ngưng hoạt động. Thì nay nhờ sự đồng lòng của đơn vị cho thuê, chấp nhận giảm giá mặt bằng, sân khấu của bà bầu Hồng Vân lại có cơ hội trở lại. Duy chỉ có một nỗi niềm lớn mà nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vẫn luôn đau đáu. Đâu là sự quan tâm của các cơ quan quản lý văn hóa khi mà những người làm kịch xã hội hóa như chị vốn đã đơn độc, nay lại còn gặp muôn vàn khó khăn.